miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Dạ vâng, chào quý vị. Hiện tại Hữu Duy đang có mặt tại cơ sở 45 Trung Kính, Hà Nội. Và Hữu Duy thấy là có hai dòng loa mới về đang rất là hot tại Bảo Trời Lake. Đó là hai mẫu loa kéo đuôi của thương hiệu BK. Đó là mã M108 và BK5015. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào trong Bảo Trời Lake để có thể tìm hiểu về độ hot của cả hai mẫu loa kéo này quý vị nhé. Và đây chính là anh Cường, là quản lý của cơ sở 45 Trung Kính. Và anh Cường, anh làm gì ấy? Anh đang test loa mới về ấy. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang test thử cái mẫu loa BK, một trong mẫu loa đang hot nhất trong thời điểm này. Mẫu loa này đang được Bảo Châu bán trên toàn hệ thống. Vâng, và có thể nói vừa rồi trong đợt thời gian trong chương trình đặt trước thì em thấy là rất là nhiều khách hàng đã quan tâm đến dòng loa này. Thì anh thấy lượng khách hàng đến Bảo Châu lấy hỏi về dòng loa này có nhiều không anh, từ đợt mà chưa có hàng cơ? Thực sự thì tôi khá là ấn tượng về cái số lượng khách hàng hỏi đến cái dòng mẫu BK mới về này. Số lượng đơn đặt hàng rất là nhiều. Chúng tôi mỗi ngày, mỗi một shop chạy là khá là nhiều đơn của mẫu BK mới này. Em thấy là em check trên tồn kho của shop là hàng vừa về thôi mà có thể nói lô 1, lô đầu tiên hàng về đã gần hết rồi. Có thể nói đây là gần như là chiếc cuối cùng rồi, gần như chiếc cuối cùng tại Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, hầu như cái những mẫu loa BK mới này về thì những cái đơn đặt hàng đầu tiên thì đã giao đến những khách hàng đã đặt hàng rồi. Đúng rồi. Và hiện tại thì còn một số lượng cũng có hạn thì đang tồn kho. Nếu quý vị nào còn đang muốn trải nghiệm cái chất âm của mẫu BK này, quý vị có thể đến các showroom của Bảo Châu Lake để quý vị có thể trải nghiệm. Em thấy là ở trên ngành hàng cũng báo là cũng có đợt mới sắp về rồi, sắp sửa có một lô mới về rất là nhiều hàng. Cho nên là quý vị hãy nhanh tay đến Bảo Châu Lake để trải nghiệm thử cũng như là đặt hàng cái dòng loa mới này. Và hiện tại đang có hai mẫu loa mới, anh có thể giới thiệu qua về hai mẫu loa này không? Thật sự là em cũng làm video giới thiệu hai mẫu này rồi, nhưng mà để đánh giá khách quan nhất, anh thấy hai mẫu này nó như thế nào? Về hai mẫu này thì phục vụ cho nhiều không gian. Hãng người ta chú trọng về không gian ngoài trời, không gian lớn thì quý vị có thể lựa chọn những mẫu loa Bát 40 như này. Tuy là mẫu Bát 40 lớn như vậy nhưng mà di chuyển khá là dễ dàng. Có hai tay sách và có cả bánh xe, di chuyển rất dễ dàng. Và thứ hai là cái thiết kế của loa rất là gọn nhẹ. Chứ không quá là cồng kềnh như một số mẫu loa kéo khác mà quý vị có thể ngại vận chuyển. Đúng rồi. Hai cái mẫu như này thì quý vị lại có thể sử dụng trong những cái gia đình, không gian gia đình nó phù hợp. Quý vị có thể sử dụng thay cho một cái bộ dàn ở gia đình chẳng hạn. Đúng rồi. Rất là tiện gọn. Quý vị có thể xách đi du lịch cũng không khá là tốn diện tích cả. Quý vị xách rất là đơn giản, có cái tay xách như này. Đúng rồi. Và ở hai mẫu loa mới này về anh thấy thích nhất ở điểm gì? Thực sự thì hai cái mẫu loa mới này về thì tôi cảm thấy cái đầu tiên tôi nhận thấy đó là cái chất lượng của sản phẩm. Từ cái chất lượng về thiết kế này, thứ hai là về cái chất lượng làm nên cái mẫu loa kéo này, từ vỏ thùng cho đến các cái chất liệu như mặt đê cang hay là cái bảng điều khiển này, quý vị nhìn vào đã thấy nó chất hơn một số các cái dòng mẫu loa kéo đến từ các cái thương hiệu khác. Thứ hai là cái tay mic này tôi khá là ấn tượng, ngày nào tôi cũng sử dụng để cái test mẫu loa kéo thì tôi khá là ấn tượng về cái tay mic này, rất là chất lượng, từ chất liệu cũng như đặc biệt là cái pin này, quý vị có thể thay được pin tiểu A hoặc là pin sạc mà hãng người ta đã tích hợp kèm theo. Quý vị không lo bao giờ sẽ hết pin trong quá trình sử dụng cả.
Bình thường là pin sạc là chúng ta phải mua ngoài đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà với sản phẩm này chúng ta được tặng kèm thêm luôn pin sạc, rất là tiện lợi ạ. Đúng rồi. Đó, đi chúng ta có thể mang thêm cả pin tiểu đi, bởi vì hoàn toàn có thể thay được cái nguồn cấp năng lượng vào cho cái tay cầm của pin này, tay cầm mic. Đó. Thì với hai mẫu loa này anh cảm thấy là, đặc biệt là mẫu M108, em thấy là cái kích thước nó cũng khá là nhỏ ấy. Anh thấy dùng ngoài trời thì liệu nó có đảm bảo được cái chất lượng âm thanh không? Về cái mẫu loa kéo 108 này thì tuy nhỏ này thôi nhưng mà cái độ phóng của loa rất là xa. Quý vị có thể sử dụng không gian các cái sự kiện vừa vừa nó rơi khoảng mười mấy 20 người thì chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được cái chất âm của nó. Đúng độ rồi. Phủ nó rất là xa. Quý vị, và hiện tại showroom hiện tại cũng đang có bởi vì khách hàng đến để tham quan cũng như là trải nghiệm dòng loa BEK mới này luôn. Vâng, Hữu Di bây giờ sẽ hỏi chú một số những câu hỏi để xem chú tên gì, ở đâu chú nhé. Vâng, chào chú ạ. Chú với chú tên là gì chú nhỉ? Chú là Dũng ở quận Bắc Từ Liêm. À, chú Dũng Bắc Từ Liêm ạ. Dạ vâng. Chú đến đây mình để tham quan loa kéo đúng không chú? Không, chú cũng tham quan và muốn mua một cái loa kéo dạ. Để hát cho ở nhà văn hóa. Dạ vâng. Tức là bộ nhà văn hóa thì cũng to rồi nhưng mà nó chính là không hay bằng cái loa này. Nhỏ nhỏ này tiện đúng không chú? Tìm hiểu một cái là hoặc là sau này là các cháu có thể là nó kéo nó tiện. À vâng. Cái này thì là cái tiếng của nó trong, nó gõ, nó không bị rè. Dạ vâng. Nói chung là người ta có cảm hứng nó hát tốt hơn. Dạ. Đấy, nếu không thì nó, nếu mà thực ra mà nói là mình gọi là hát vui dạ. Mà nếu cái loa nó không ra gì thì hát không hay lắm. Đúng rồi ạ. Loa nó cũng tôn giọng đấy nhiều hơn. Dạ vâng. Đặc biệt là cái hiệu ứng rất là dễ hát phải không ạ? Là dễ hát rồi. Dạ vâng. Thưa quý vị, và đây chính là những cái nhận xét thực tế và một vị khách hàng của chúng ta là chú Dũng tại Bắc Từ Liêm đến để tham quan showroom cũng như là trải nghiệm một số những dòng loa để chú mua về cho nhà văn hóa để chúng ta có thể có những buổi sinh hoạt vui vẻ hơn đúng không ạ? Văn nghệ cho dạ. Các cháu sinh hoạt nó tiện hơn. Dạ vâng, tiện hơn, đặc biệt là dòng loa kéo này rất tiện, kéo đi kéo lại được. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để cùng tìm hiểu xem về các dòng loa khác cũng hiện tại đang rất hot tại Bảo Châu Elec nữa quý vị nhé. Đây, chào mừng quý vị, và đây là một người em hiện tại đang là nhân viên bán hàng tại showroom 45 Trung Kính, tên là Bằng. Quý vị cứ đến 45 Trung Kính là sẽ gặp Bằng quý vị nhé. Vừa rồi thì Hữu Duy cũng đã hỏi anh Cường là quản lý rồi là anh nghĩ gì về hai dòng loa mới. Bây giờ anh sẽ hỏi lại Bằng, Bằng nghĩ gì về hai dòng loa mới? Em thấy hai dòng loa mới của BK rất là đáng mua và phải mua ngay. Đúng rồi. Cực kỳ hot. À đây. Phải mua ngay. Hữu Duy vừa mới đi xuống một cái để đợi quay tiếp phần 2 mà bây giờ đã thấy Bằng chốt đơn ngay cho chú Dũng rồi. Vâng, chú Dũng chốt luôn anh ạ. Thượng Cát Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bắc Từ Liêm. Đấy. Chú Dũng thì chú vừa thử xong trải nghiệm xong rồi chú về trước rồi. Em bảo chú về trước. Đúng rồi. Chú chốt đơn để lại thông tin rồi thì chút em nữa. Sẽ sắp xếp kỹ thuật là giao hàng cho chú. Tại vì riêng dòng loa kéo này BK này là bên công ty là giao hàng lắp đặt, đấy, hướng dẫn kỹ thuật. Thế bảo là 20 cây. Thế bảo là phải giao luôn trong ngày hôm nay đúng không? Bởi vì tối là sẽ có đội văn nghệ để của xóm để tập luôn. Đấy, vâng. Rất là nhanh chóng quý vị nhá. Vừa rồi chú Dũng cũng đã chia sẻ rồi, hát thử một cái thôi là chú đã chốt luôn. À vâng, anh thấy là hiện tại ở showroom bây giờ đang không có kỹ thuật thì hay là giao hàng gì cả, hay là các bạn đi đơn hết rồi đúng không? Vâng, kỹ thuật là đi đơn hết rồi, em đang chờ bạn kỹ thuật về để giao luôn cho chú Dũng. Dạ vâng, chính ra video này là Hữu Duy sẽ cần phải phỏng vấn thêm một kỹ thuật nữa để có thể đánh giá về dòng loa này. Nhưng mà Bằng thì đúng là kinh nghiệm lâu năm, làm rất khá là lâu rồi tại Bảo Châu Elec thì cũng có thể vừa đóng vai trò là một nhân viên bán hàng và cũng có thể đóng vai trò là một nhân viên kỹ thuật để tư vấn về cho khách hàng đúng không? Vâng. Vậy thì về vai trò kỹ thuật, Bằng đánh giá về hai dòng loa này, chất âm, chất tiếng nó có đặc điểm gì nổi trội so với các dòng loa kéo khác? Đối với dòng của BK là hai model mới nhất này thì em thấy tiếng mic rất là hay. Tiếng mic thực sự là hát rất là nhẹ và bay tiếng. Những dòng của Việt Nam hay là những cái dòng trước đây mà bên công ty có bán rồi thì cũng chưa có mẫu nào mà cao cấp hơn được. Bởi vì đấy thì hai mẫu này anh cũng đã trải nghiệm rồi, anh cũng thấy nó tiếng nó rất là hay. Ngoài dòng của BK thì em vẫn muốn giới thiệu anh thì hiện tại ở showroom em vẫn có một số mẫu cũng là bán chạy và nhiều phân khúc khác nhau. Đây ví dụ em có dòng của Agnot, K-Bedbook này, dòng của Datone này, dòng của Ariang. Đấy thì những dòng này cũng đang bán rất là chạy tại Bảo Châu đúng không? Đang bán rất là chạy nhưng mà hiện tại thì nếu mà hot thì vẫn là dòng BK thì vẫn đang hot nhất tại Bảo Châu.
Đấy thì anh thấy hai dòng này cũng rất là mới, rất là hot, mới cập bến. Thì lô hàng đầu tiên thì gần như là cũng đã xuất hết rồi đúng không? Vâng. Bởi vì là khách hàng cũng đã trong chương trình đặt trước là khách hàng cũng đã đặt rồi. Đó, chỉ việc chúng ta sẽ hàng về một cái là sẽ xuất kho và đi luôn thôi. Có thể nói là trong video này chúng ta đã có một cái nhìn tổng quát rất thực tế khi Hữu Duy phỏng vấn anh Cường là quản lý của cơ sở 45 Trung Kính, cũng như là Bằng là tư vấn bán hàng, cũng như là kiêm luôn cả kỹ thuật tại showroom 45 Trung Kính, để chúng ta cùng tìm hiểu về độ hot của cả hai thằng Loan ngày hôm nay. Đặc biệt là rất may mắn trong thời điểm Hữu Duy khai video là có chú Dũng tại Bắc Từ Liêm cũng đến trải nghiệm, và đặc biệt là chú cũng đã chốt luôn một chiếc loa. Đó, một chiếc loa 5015 để có thể tối nay về phục vụ cho nhu cầu của nhà văn hóa, để các bác ở trong làng, trong xóm có thể đến sinh hoạt. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bỏ Chơi Lake, và đừng quên nhấn like, share kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị đã xem video, và hẹn gặp lại quý vị ở trong video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!